Vâng, xin chào các bác. Hôm nay em xin phép lên nhanh một cái radio cassette của hãng Sony. Model này có tên rút gọn là E20. Và em bán cái radio cassette này với tư cách của một cái radio FM 108. Là bởi vì bên phần băng cassette thì dây cua roa nó mủn, nó đứt rồi. Và em sẽ bán cái radio này với một cái mức giá cực kỳ mềm mại, 450.000. Trước khi bước vào bản test thì em cũng xin nói sơ qua về cấu hình của cái đài này như sau. Đây là cái dòng đài có một cửa băng nằm ở vị trí trung tâm. Nó sở hữu hai cái củ toàn giải kích cỡ là 9 cm, màng giấy, gân có tẩm dầu. Về cái chất lượng loa của Sony ấy, thì tất cả chúng ta đều biết nó cho một cái thứ chất âm to, trong, rõ, ấm. Một khi đã sử dụng những cái radio của Sony thì chúng ta hầu như không muốn sử dụng những cái radio của hãng khác nữa. Về kích thước thì nó có bề rộng vào khoảng trên 41 cm một chút. Ưu thế của con đài này đó là ngoài cái vấn đề sử dụng điện 100V thì nó còn cho phép lắp 6 quả pin đại, một trong những cái thể loại pin cực kỳ dễ kiếm tại Việt Nam với cái giá của những cái cặp pin nó rất chi là rẻ. Và với cái kích thước tương đối là nhỏ gọn và tầm hơn 40 cm thì chúng ta có thể dễ dàng xách đi đây đi đó. Và bây giờ thì em sẽ bước vào những cái đoạn test. Trước tiên là chúng ta test về sóng FM. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây. Tô đẹp cho khu rừng và cuộc sống của muôn loài để các bé ạ. Sáng có đến 21 độ, nơi dưới 16 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ngày mai trời chuyển rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Như vậy là sóng FM bắt rất tốt và rất trong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang sóng chung, sóng AM. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ. Từ 4 đến 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km. Sóng đều bắt rất tốt, một cái thứ cực kỳ đặc trưng của Sony. Em thì cũng có bán khá nhiều những cái dòng radio của Sony và của những hãng khác, nhưng mà tất cả những con radio của Sony nó luôn để lại cho em một cái ấn tượng rất tốt. Tức là như thế nào? Có nghĩa là trong cùng một cái phân khúc, cùng một kiểu dáng, cùng một kích cỡ,
thì những cái đài của hãng Sony nó luôn có cái chất âm nó nổi bật hơn so với những con đài của những hãng khác. Như em đã nói ở đầu video, một khi đã nghe đài Sony thì không muốn nghe đài của những hãng khác là vì vậy. Con đài này là hàng bãi zin nguyên bản chưa sử dụng tại Việt Nam. Dây cua loa bên phần cassette nó đứt rồi. Đó. Còn về núm nút thì chắc cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì đây là một trong những thứ dễ và bậc nhất thế giới. Chúng ta không có nhiều tài nguyên để mà dẫn video về mấy cái thứ như thế này. Cái điều quan trọng là con đài của chúng ta là một cái radio, thì trước tiên nó phải bắt sóng tốt, bắt khỏe, tiếng loa phải to, trong, rõ, ấm. Như thế là đạt yêu cầu. Còn về hình thức thì các bác chắc hẳn là nhìn thấy ở đây có một cái vết chảy sơn ở cái e-căng lưới thép này. Bên này cũng có chảy. Đó. Nhưng mà xét theo tiêu chuẩn hàng bãi thì nhan sắc này hoàn toàn có thể chấp nhận được. Chúng ta vừa rồi là đang nghe bằng pin. Đây là phía sau. Nó chỉ có chảy trước thôi chứ hoàn toàn không bể vỡ. Em sẽ mở cái nắp pin ra cho các bác thấy pin ở bên trong. Em đang lắp 6 quả pin con thỏ ở đây. Đây là dòng pin đại cực kỳ dễ kiếm tại Việt Nam và giá nó rẻ. Bán đài ấy, lo ngại nhất là những cái con mà nó sử dụng pin C. Pin C là cái dòng pin dành cho giới trung lưu. Em hay nói vui như vậy bởi vì giá của những quả pin C nó tương đối cao, thì nó không rẻ như là pin đại này. Đó, các bác có thể thấy ở góc cạnh có chảy chớp tương đối nhiều. Đây là đường nguồn AC 100V. Đường này em đã test kỹ rồi. Nói thật với các bác là với cái giá 450 ngàn ấy, thì nó quá xứng đáng rồi. Nếu mà là năm ngoái ấy, thì đài này không bao giờ có cái giá như thế này đâu, mà nó sẽ cao hơn khoảng 200 ngàn. 450 ngàn em bán ra và không có dây nguồn kèm theo. Khoản dây nguồn để sử dụng điện 100V bác nào mua thì tự trang bị nha. Shop em độ này hết mất dây nguồn số 8. Vâng, bác nào có nhu cầu muốn sở hữu thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại em đề ở chú thích bên dưới video. Xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian cho video này. Thì là đang phát bệnh cũng gần mất ngủ rồi khó. 3 và 800. Đào tạo các địa phương để tổ chức cho các em học sinh. Ngoài ra, 36 tác phẩm đoạt giải cao nhất sẽ được biên tập thành tư liệu tuyên truyền trong các trường học. Cùng Honda Việt Nam giữ chọn ước mơ.